Chào các bác yêu lan nhé. Hôm nay em lại có những cái giỏ lan có tại vườn nhé, em để gửi tới các bác yêu lan. Giỏ đầu tiên thì các bác là giỏ tam bảo sắc mã số C17, một cái giỏ tam bảo sắc Lai Châu lá xếp 350.000 đồng, được ghép trên trụ lũa này, quay mặt kia đi. Đấy. Mã số C17 550.000 đồng. C17 350.000 đồng. Hàng đã thuần rồi các bác nhá. Tiếp theo một giỏ tam bảo sắc mã số C16. Giỏ này 220.000 đồng. Đây cũng ghép trên cái trụ lũa này. Lan mà ghép vào lũa này thì nó rất là hợp và đặc biệt thì nó lại quá là bền các bạn. Bền đến không biết bao giờ hỏng ấy các bạn. Mã số C16 220.000 đồng. Quay trụ lũa đây. Đấy. Bác xem nó lũa này. Toàn vũ máu chó này. C16 220.000 đồng. Mời các bác đến một cái giỏ này lá cực xếp và lá ngắn này các bác này. Mã số C14 giỏ này 500.000 đồng. Quay cụ thể này. Lá xếp lá ngắn quá nhá, lá xếp rụt này. Xếp rụt đây quá nhá. Đấy. Xếp rụt này. 2 4 6 8 10 cây. 10 cây xếp rụt quá nhá, 10 cây xếp rụt này. Bán 500.000 là quá rẻ, 50.000 một cây. Cái hàng lá xếp rụt thì các bác chơi thân lá nó đã thích rồi. Đấy, lá ngắn, lá to này. Mã số C14 rồi này 500.000 đồng. Quay mặt bên đi. Quay mặt bên. Đấy. C14 500.000 đồng các bác nhá. Tiếp theo mà các bác đến một giỏ mã số C15 250.000 đồng. Giỏ này thì không xếp bằng những cái giỏ kia. Dơ cao lên tí. Đấy, ghép trên khung gỗ các bác nhá. Quay. Mã số C15 250.000 đồng. Dáng hương tam bảo sắc các bác nhé. Tiếp theo mời các bác đến một cái trụ tam bảo sắc to như này. Một trụ to khổng lồ này. Mã số C21 giỏ này 600.000 đồng các bác nhé. Quay đi. Quay mặt sau. Đấy, mặt sau ở đây các bác nhé. Đấy, cái này là ghép 3 mặt quá nhé. Quay trở lại. Ghép 3 mặt. Mã số C21 600.000 đồng. Tiếp theo mời các bác đến một trụ quế duy nhất nhà em này. Mã số C18 1.200.000 đồng. Một cái giỏ có 9 vòi hoa này. 9 vòi hoa ghép trên trụ lũa này. Hàng lá xếp rụt quá nhé. Đấy, hàng lá xếp. Thôi rồi, quá là đẹp. Cái dòng quế thì các bác nghe từ quế nó đã là thơm rồi. Bây giờ nói ra hoa, hoa thì xanh ngắt này. Có 9 vòi hoa giữ nguyên. Hàng dễ nó đã bỏ vào trụ lũa rồi các anh nhá. 9 vòi hoa. Đứng cao nó chạm đất giờ. Có 6 cây các anh nhá, 6 cây. Hàng lá xếp. Lá xếp rụt. Hoa. Quá là đẹp luôn. C18 1.200.000 đồng. Một trụ quế trắng tháng 8 các bác nhá. Quay mặt trụ. Đây, trụ lũa nó đây các bác này. C18 quế trắng tháng 8 1.200.000 đồng. Tiếp theo mời bác đến một số giỏ kiều vuông. Bác nhìn thấy thân kiều vuông nó đã thích. Giỏ kiều vuông mã số C13 250.000 đồng. Một trụ giỏ kiều vuông như này. Thân vuông này. Hoa hoa cái cánh của nó trắng các bác nhé. Họng thì vàng. Kiều vuông. Hàng thuần lâu năm này các bác nhé. Mã số C13 250.000 đồng. Một giỏ kiều vuông như này ạ. Tiếp theo một giỏ kiều vuông nữa. Mã số C12 250.000 đồng. Mã số C12 250.000 đồng một giỏ kiều vuông như này. Những cái thân này là toàn bộ là thân tơ các bác nhá, toàn thân cho hoa hết. Những cái thân xuống lá này là thân cho hoa các bác nhá. Mã số C12 250.000 đồng kiều vuông. Tiếp theo mời bác đến một số giỏ đuôi chồn. Chồn Lai Châu mã số C12 giỏ này 500.000 đồng. Hàng đã thuần chắc chắn này các bác này. 3 này, 6 này. 9 này, 12, 16 cây các bác nhá. 16 cây. 16 cây chồn hàng đã thuần như thế này rồi các bác nhá. Một trụ to này.
Mã số C11 giỏ đánh 500.000 đồng đuôi chồn ạ. Tiếp theo vẫn là đuôi chồn mã số C9 giỏ đánh 450.000 đồng. Có 3 này, 6 9 12 15 cây. Giỏ đánh 15 cây các bạn. 15 cây. Giỏ này thì lá lại dài hơn giỏ kia. Mã số C9 giỏ đánh 450.000 đồng. Hàng đã thuần như này rồi các bạn này, dễ nó xiên hết về đằng sau rồi này. C9 450.000 đồng đuôi chồn. Tiếp theo mời bác đến một giỏ chồn nữa, mã số C10. Giỏ lấy 500.000 đồng. Có 3 này, 6 này, 3, 6, 9, 12, 13 cây. Giỏ lấy 13 cây các bác nhá. Hàng đã thuần này các bác này. Thuần chắc chắn này này. Mã số C10 giỏ lấy 500.000 đồng. Có hàng nó thuần chắc chắn rồi các bác nhé. Đấy, lá ngắn đấy. Hàng thuần như này. C10 500.000 đồng ạ. Tiếp theo mời các bác đến một số giỏ hoàng thảo kèn Lai Châu. Mã số C4 giỏ lấy 350.000 đồng. Đang có 3 thân kèn các bác nhé. Đấy, 3 thân kèn. Hai thân mẹ nhé, thân dài của nó là 2, 4, 50 cm, thân ngắn của nó khoảng 25 cm, với một mầm gốc nữa. Mã số C4 giỏ này 350.000 đồng, hoàng thảo kèn Lai Châu các bác nhé. C5 giỏ này 300.000 đồng, hai thân hoàng thảo kèn Lai Châu, có giỏ này 40 cm, thân này 40 cm, thân này 35 cm. Mã số C5 300.000 đồng, hoàng thảo kèn Lai Châu ạ. Tiếp theo mời gói đến một số giỏ đùi gà tròn. Mã số C1 250.000 đồng. Đùi gà tròn, mã số C1 250.000 đồng, giỏ như này. Thân rất là mập luôn các bạn. Thân to. Đấy. Các bạn nhìn thân mập to như này. Mã số C1 250.000 đồng đùi gà tròn ạ. Đùi gà tròn tiếp theo mã số C2 giỏ đấy 300.000 đồng. Rất là nhiều thân luôn, những cái thân này là thân cho hoa hết này các bác này. Thân cho hoa hết luôn. Dài, thân dài. C2 300.000 đồng. Đùi gà tròn Lai Châu ạ. C2 300.000 đồng đùi gà tròn Lai Châu các bác nhá. Tiếp tục một giỏ đùi gà tròn tiếp theo mã số C3 giỏ đấy 300.000 đồng. Rất là nhiều mầm tơ các bạn. Mầm tơ lên tua tủa đấy các bạn. C3 300.000 đồng đùi gà tròn. Tiếp theo mời bác đến một giỏ đen dâu tím mã số C6 180.000 đồng. Đen dâu tím các bác nhé. C6 180.000 đồng. Vẫn là đen dâu tím tiếp theo mã số C7 180.000 đồng. C7 180.000 đồng đen dâu tím ạ. Tiếp theo mời bác đến một số giỏ giỏ long tu đá mã số C20 150.000 đồng. Một giỏ long tu đá như này các bác nhé. Long tu đá hoa tím. Các bác nhìn độ thuần của nó thì ok đấy các bác nhé. C20 150.000 đồng. Vẫn là long tu đá mã số C219 150.000 đồng. Long tu đá hoa tím. C19 150.000 đồng. Vâng, và giỏ lan này thì đã kết thúc video nhà hôm ngày hôm nay. Cảm ơn các bác theo dõi video. Hẹn các bác ngày mai.